nhiên rồi, cảm xúc ùa về. Ê, nhưng mà có cảm giác là cái hôm đó cái ngọn đồi này nó kiểu nó rất là to ấy. Kia đúng không? Kia chỗ kia là chỗ mình hát đúng không? Đây, chỗ này mà. Chỗ này luôn nè. Không, ở đây chứ, ở kia chứ. Đây, mình hát đây nè. Cái kia. Trời đất ơi. Mình bước vô từ đây nè. Cái này mà. Ở đây hả? Rồi mình đứng ở đây nè. Anh Tú ơi, hôm nay mình tới đây là để ôn lại kỷ niệm chứ không phải cãi nhau. Em không muốn cãi nhau với hai anh đâu. Đúng rồi, đứng đây nè. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim. Vươn đôi cánh. Em nhớ là chỗ này là chỗ khán giả mình. Đúng rồi. Là... cầm dù. Wow. Cảm giác đó rất là đẹp luôn. Để em muốn đứng ở đây để em nhìn lại là xem là cảm xúc của khán giả khi nhìn mình như thế nào, thì cảm xúc là khá lùn nha mọi người. Góc quay này rất lùn nha mọi người nha. Cảm xúc đầu tiên, đầu tiên là khá lùn. Bọn em sẽ khá là lùn nha mọi người. Nếu mà ekip muốn mình kiểu gọi là kỷ niệm á, xong cho mình ra đây buổi tối bắt 1 giờ trưa ra đây làm cái gì á? Có nghĩa là có một cái sự biên tập. Biên tập trả lời được không? Thử thách kỳ quá ha. Cuối rồi vẫn còn thử thách của các bạn. Chấp nhận. Ôi trời sao? Rớt con trời. Biên tập ba. Ba. Ta lại cho đứng ở chỗ đất như thế này. Đây mọi người nhá, nhìn này, mất luôn cả một cái bên gót này. Ôi. Nào lòng sẽ cọc cọc cho em. Ok. Cọc 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 đẹp lắm. Ai ai. Mình quay lại cho cái số 5 của mình nào. Ý là bây giờ để tập tâm nha. Thì em muốn như này, là em muốn là anh em mình sẽ làm một chủ đề xuân hạ thu đông luôn. Anh thì tại anh... sao em lại muốn là cái xuân hạ thu đông đó ha? Em muốn quay trở lại những cái kỷ niệm cũ. Thì chỉ sợ là chương trình nó bị lặp lại đúng không? Đúng rồi. Thế thì mình làm gì nhỉ? Mình làm một cái mới đi, bởi vì khán giả đang tò mò những cái mình làm mà đúng không? Ừ. Chứ bây giờ thế mọi người thử nghĩ xem. Tuyến có ý kiến gì không? Thành phố thì sao? Mình mở ra một cái gì đấy, ví dụ mình hát về những cái thành phố khác hoặc là những cái vùng quê khác ha. Mình mở ra cho những ví dụ mùa sau mình có thể lấy cái chủ đề này để mà xuyên suốt. Có nghĩa là kết thúc cái này nhưng mà sẽ là mở cho một cái mới nữa. Hay là sau này mình quay ở tỉnh khác luôn không? Tài trợ. Cái này mình sẽ hỏi lại với nhà sản xuất, với ekip thử coi nếu mà được thì mình có thể mình làm luôn. Còn cái chủ đề thành phố thì cũng hay. Và hai người cùng học ở Hà Nội có nhiều chuyện để đây, kể. Đây đã là có 4 ngày ở thành phố. Chào anh em. Lo mọi người. Ôi giời ơi. Em chưa nắm được list bài tuần này. Chưa thấy Tuyền gửi. Hello. Sao vỗ tay hả? Siêu hồi hộp luôn nha. Chuẩn bị chưa? Bắt được. Thì bình tĩnh. Ôi. Anh vẫn giữ cái quan điểm từ tập 4 mình đã nói là nên có một khách mời hoặc hai khách mời để mà chương trình mình phong phú hơn. Mọi người nghĩ là mời tất cả những nghệ sĩ đã từng tham gia thì sao? Trời. Đúng quá, đấy không có tiền. Đây mà luôn, không có tiền trả cát xê đâu. Đúng rồi, đây là mình cũng đang làm gói gọn. Anh có thể mời được một người, và người này gọi là một trong những người đầu tiên tham gia những chương trình reality show mà cực kỳ thành công. Thì anh có quen với người này thì anh sẽ thử mời xem. Còn nếu mà không mời được thì vẫn là ba đứa mình bơi trong show cuối thôi. Thì ba đứa mình đồng mở đầu kết show. Nói cho người ta là ai chứ tò mò. Thôi, mất công mời không được, quê lắm. Ok. Có hẳn một cái thư mời bằng đĩa than luôn. Lặng im nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút.
phút giây. Cảm ơn chị Uyên Linh. Chúng ta sẽ nói sơ về list nhạc của ngày hôm nay. Kia bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 la. Dưới cơn mưa phùn nhẹ, có hai kẻ cờ trên xe lướt nhanh. Lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bánh. Góc phanh nơi đèn đường đêm tay chờ còn ba giây đất xanh. Và em nói yêu anh, cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa. Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta. Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên. Còn điều gì ngu ngốc ẩn, lừa dối quá nhiều vẫn nghĩ mình yêu đúng người. Cần nhắm mắt yêu những sâu xuyên khi chạm tay, những háo hức tìm thuần thứ. Mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi, mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh. Em ơi, mình đã xa nhau hơn cả. Làm sao để ta quên đi một cơn bão la? Em hãy nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng xa xa. Trong tim anh còn mang lời yêu lúc xưa, những điều cũ đã qua. Ngày mai là một ngày mới, liệu anh có tìm được một làn hơi ấm cho mùa đông? Có một bài là chị Uyên Linh suggest rất là hợp lý là bài Đêm Đô Thị. Vậy mình tập bài Đêm Đô Thị trước đi. Chị lên vào trước nha. Xuống dần muôn ánh đèn đột nhiên như ngờ xa. Kia bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 la. Đời đẹp quá bài thơ. Có một chỗ drop ra nha ban nhạc. Thiếu guitar bass á, tại vì cái người... Không, chị tưởng tượng được, ý chị là tổng thể nó vẫn thiếu một cái gì đó. Dạ. Tôi có cái kia... 3, 2, 1 Vô. Ngầu. Cool. Cả bên vô. Chị ngầu quá à, Linh ơi. Có gì đâu thì ngầu cũng được mà, cũng dễ thương chứ sao. Rồi, ok, lại chỗ đó. Ok. Thì cái chỗ... Trước khi em vô á. Dạ. Khi mà bạn đang chơi cái đoạn đầu á à, thì Tuyền sẽ vô mà đêm xuống dần. Mình sẽ đón một cái chỗ nào đó mà cho người ta bất ngờ chút xíu. Vô. Ok. Let's go. Come on. Vô. Ok. Không phải
mình hòa khớp, tú khớp, đôi ban nhạc cũng khớp. Ban nhạc khớp nặng luôn, ban nhạc. Ban nhạc kiểu, ban nhạc kiểu. Cái tên kêu ban, mình dừng lại chỗ này chút xíu. Lại chỗ đó. Ngay, vô chỗ này là đón nè. Nếu mình không có nhiều thời gian thì thường Linh sẽ nói luôn, mọi người đều được tiết kiệm thời gian và công việc nó đạt được một cái hiệu quả. Không, anh Nhạc đang rất vui nha. Em dừng lại chỗ này. Em dừng lại chỗ này. Lòng thầm nhớ người yêu. Đầu tiên em được tiếp xúc gần chị thế và chị quá ngầu ấy, em không thể nào diễn tả được luôn á. Cảm giác như kiểu là ui, chị làm chủ tất cả mọi thứ, không trừ bất cứ một thứ gì, chị làm chủ tất luôn. Chị ấy làm chủ chính mình, làm chủ luôn ban nhạc, làm chủ luôn bài hát, làm chủ luôn cái sàn luôn. Về lòng nhà. Kiểu càng ngày mình càng phải học hỏi những cái điều đấy. Đây là một cái cơ hội, dùng từ cơ hội là đúng. Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng. Kia bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 la. Đời đẹp quá. Bài thơ. Đường đi lối về, cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo và bao mái đầu không vướng sâu kề vai bước mau. La 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 la. Lòng thầm nhớ người yêu, người em gái đường thì tròn trăng mới. Nhiều trang giấy trong lòng còn chín chắn thơ ngây. Người trai tráng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say sưa đi chân trên trên đường. Tình yêu đón chờ đêm tối về dìu nhau trên đường phố, dịu hương tóc về vai sát. Đời như giấc mơ. La 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 la. Đến lòng nhớ thành đô. Mọi người xuống đây nào. Ở trên lầu xuống đây đi nào. Ở trên kia nữa ạ. Ở đâu nữa ạ?
Ủa, em mới nghe đứa hát mà đã hết trơn rồi. Chị xin phép chị tập trước. Tam 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 tam. Còn em xin được gửi tặng chị một bó hoa. Em một tấm thiệp, em tự tay làm. Ui dạ, thế là bọn em tự làm đấy nhở? Dạ, xíu nữa chị. Cái đó là bọn em tự dán hết á. Cái này lên story luôn được không? Được. The last day. Last day. Lại là một ngày mới nhưng mà đây sẽ là ngày cuối cùng. Ồ. Đúng không? The last day, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Trước khi đến đây em đã có ý nghĩa là hôm nay mình sẽ phải làm một cái gì đấy để cảm ơn. Ui dễ thương. This is us. Ôi trời đất ơi. Ui Lily xinh quá, trời đất ơi. Ui một công chúa ấy. Ui ui này, khoan đã khoan đã khoan đã. Hơi chắn ngang xíu. Ui. Ôi này nhanh thế nhở? Rất nhanh. Ừ nhưng cũng chẳng bóp eo cho mình cơ. Hiểu quá. Những tháng năm rực rỡ ấy. Thế rồi mình không biết mình làm gì trời. Eo ơi. Phí cả giấy ấy. Đâu em xem sao tốt. Buồn. Cái gì vậy tốt? Cứu. Chưa bao giờ động vào cái này bao giờ. Sao mới gấp vào kiểu gì đó? Làm thiệp mà không gấp lại được. Nó nói là phải gấp vào trước. Xong bắt đầu mới làm thiệp. Không còn gì để nói. Không còn gì để nói với anh luôn. Cái này xong rồi em cho hồ lên là dính cái này vào được à? Thì bây giờ anh không biết anh hỏi chứ. Anh biết là em thương anh mà. Thương không? Thương. Con này cũng đẹp nhở. Cho anh mượn cái này để biết. Anh ơi, nhưng anh phải cân nhắc lại chứ. Bây giờ anh cứ như này sao anh có gấp vào được đâu mà anh dán. Thôi chắc là anh cầm cái này thôi. Đi em sửa nha. Nói trước đã. Bây giờ như này. Thế thôi. Mà em làm được. Tú làm đấy. Cái gì? Tú làm đấy. Trời. Vâng, Tú làm đấy ạ. Tú làm đấy mọi người. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 everything's okay. Đây là... Trời ơi là trời. Bó hoa bọn em, cảm ơn chị đã tham gia buổi chương trình tập cuối cùng của bọn em. Yay. Và đây là mùa đầu tiên nên là bọn em nếu có gì sai sót thì chị bỏ qua cho cả ekip nha. Còn đây cả của chị, còn đây là một bó hoa mà bọn em xin được dành tặng cho kỹ sư âm nhạc. Yay. Bó Tỏ Heo. Xin mời anh Đạt. Anh Đạt ơi. Bé cho kỹ nha. Đây, yes. Đây là bó hoa của bọn em và đây là tấm thiệp bọn em làm tặng cho ban nhạc nè. Ơi vệ sinh luôn. Nè, anh Đàn nè. Okay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn đây là những bó hoa dành tặng cho ban nhạc. Bởi vì ban nhạc là một phần không nhỏ trong chương trình của chúng ta. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban nhạc. Đây. Đây là tôi làm hết rồi. Đây em cầm nhá. Để bên này nè. Bảo này. À, ok. Vâng ạ, à, cảm ơn anh nhiều. Giữ kỷ niệm nhá. Giữ nhá. Giữ cái này nhá. Giữ cái này nhá. Giữ tóc này nhá. Giữ tóc này nhá. Và Linh cũng bất ngờ tại vì là Linh biết Tuyền rất là bận. Cũng như là công việc ở chương trình này Tuyền cũng khá là nhiều việc. Thì khi mà tự tay Tuyền làm tặng cho Linh cái tấm thiệp thì Linh rất là cảm động. Cũng lâu rồi đó, hình như là cũng lâu rồi Linh mới nhận một cái tấm thiệp mà một ai đó tự tay làm tặng Linh. Cái bên ngoài á là em tự cắt, em tự làm cho mọi người đó. Đó. Rất mét, là dễ thương. Mét bay hoa. Ủa rồi có một cái thiệp ai chơi ai nghỉ. Em viết và tả rồi. Viết thiệp cho Ben chứ ạ, treo ở Ben. Viết dài lắm. Trong đây cũng có một tấm hình của ban nhạc rất là dễ thương. Dễ thương quá. Đây ghi là cảm ơn ban nhạc, piano Hữu Lộc, guitar Tân Trần, bass Hoài Phương, violin Hoài Bảo, trong Quốc Huy,
và anh bố Thỏ Heo đã đồng hành cùng Đĩa Thanh Hồng và chương trình Xuân Mạng Thu Đông và Đại Xuân. We love you guys so much. Yeah. Hôm nay là coi như là một trong những buổi tập cuối cùng rồi. Chị Linh này, ban nhạc và tất cả mọi người sẽ cùng bọn em tạo nên một chương trình cuối thật là xuất sắc. Cho Tuyền hỏi là ở đây có bạn nào có người yêu và không yêu sao? À có bạn này á? Đây cũng có luôn. Đây hả? Ê ê hay hay. Đâu đâu đâu. Đứng lên nào. Đứng lên đi em. Hai bạn quen nhau được lâu chưa? Thật sự là tụi em mới quen nhau chỉ 3 tuần. Nhưng mà chỗ nào mà hai bạn thường hẹn hò nhau hay là nó có nhiều kỷ niệm với hai bạn nhiều nhất? Rạp chiếu phim hả? Đúng rồi, tại nơi đó là em có tình. Trời ơi! Cảm ơn hai bạn nhiều nha, chúc cho hai bạn sẽ quen nhau thật là lâu và có nhiều kỷ niệm đẹp nha. Tại sao em lại hỏi con này chuyện Linh biết không? Tại tới lượt chị. Đúng. Một ca khúc chưa bao giờ được trình diễn hết đâu. Các bạn đây là những người đầu tiên được nghe ca khúc này. Được trình diễn với chị Linh và được biết bởi Tuyền ạ. Hết bài lắm luôn. Một trong những bài em thích nhất sự nghiệp viết nhạc của mình. Thì cái bài này đã viết cũng 2 năm rồi. Thì nó gắn liền với một cái mối tình của em luôn. Thì mọi người nghe thì mọi người sẽ tưởng tượng về cảnh đó. Tuyền ơi đi chơi không? Ok. Giờ vừa đang lái xe máy nhá. Dây hơi ngắn. Lên tay chờ còn 3 giây đến xanh và em nói yêu ai. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình. Trong suốt 10 năm Linh đi làm thì chắc khoảng đâu đó 5-6 chương trình là Linh tham gia. Thì đây là cái chương trình có thể nói là dài nhất á. Thậm chí Linh còn không bao giờ chụp hình với backdrop. Linh chỉ thấy thoải mái nhất khi mình hát thôi. Giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây đâu mà giữa đại lộ đông tây mình có mình cầm đôi tay á ý không đó, nhạc sĩ trẻ em mà sáng tác ra từ từ nay về sau mãi mãi. Quá hay luôn, bị dính á, mình bị nghe cái câu nó cứ quẩn quanh cái nhịp mà trong đầu. Trời đất vẫn cứ quay cuộc đời mai đây sao biết thế nào, nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi. Chị đã làm cho em bị quá là ngợp và em không nói thêm được cái gì. Lần đầu tiên mà tập mà thấy Hòa ngồi, Hòa chăm chú, Hòa xem, vỗ tay. Không phải mà chị hát quá hay đi anh. Yeah. Lúc mà chị hát mà mình kiểu nhăn hết mặt vào ấy, kiểu như là kiểu... Sao lại hay thế? Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ cờ trên xe lướt nhanh, lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bánh, gấp phanh nơi đèn đường đêm tay chờ còn 3 giây đất xanh và em nói yêu anh. Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất, em muốn đừng tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, cho tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn đừng tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây, giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay, giữa đại lộ đông tây. Ánh trăng trên bầu trời nép sau đèn đường như em nép anh, hát vu vơ bành bông mấy câu trong đầu không đuôi em phía. La 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 nghe nhịp đập con tim lướt nhanh từ câu hát yêu anh. I love you, bàn tay của anh là lời mà em thấy yên bình nhất, em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi, trong tay khẽ hôn từ
Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Chẳng thể khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Tin luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ai quá Tuyền ơi. Bài này là 2 năm rồi hả chị? À, từ cuối 2019 phải không? Dạ, mà cái bài này là bài em viết từ 2018. À, mà dạ. Đến cuối 2019 thì mới gửi cho chị Linh. Tại vì thật ra khi mà em bắt đầu làm nghề thì em có một cái mong ước là một ngày nào đó chị Uyên Linh sẽ hát nhạc của mình. Và ngày hôm nay là cái ước mơ đó đã thành sự thật. Em cảm ơn chị. Ok, tú bài của tú này. Đây cà phê nhớ em, đây hàng mẹ nhớ em, oh, đây yêu thương nhớ em, bên anh mỗi bài này hay nhờ chị nhờ, bài này dễ thương hả? Anh phong sao ngày trong quá, anh mong sao ngày trong quá. Giờ thì trời. Tức là mình sẽ cho cái dấu đúng, sắc nó rớt vào cái chữ chống. Chữ chống đừng có chống quá là nó bị sai, nó bị cưỡng ăn anh rồi. Mong sao ngày qua. Anh mong sao ngày trong qua. Kiểu kiểu vậy mà nó không. Anh mong sao ngày trong. Anh mong sao ngày trong qua. Đó là vẫn quá. Anh hát chữ chống qua bình thường thôi được không? Anh mong sao ngày chống qua. Cũng được mà, nhưng hay hơn. Từ trước đến giờ Tú cũng cả chị Linh là mỗi khi mà ví dụ Tú mà sai một cái gì ấy, là chị sẵn sàng chị nói và ngày hôm nay cũng vẫn thế. Có những cái ý kiến đóng góp rất chi là chính xác luôn. Chị bảo góp ý tinh tế. Tinh tế mà đúng chỗ nha, đúng chỗ đúng thời điểm, không có cần phải chắc định luôn. Ừ, không cần phải màu mè. Nói chung thích lắm, thích tính chị từ trước đến giờ. Em ơi
ơi, dù mai sau dù có gió mưa xô nghiêng vào đâu, em ơi hãy nhớ nắm tay anh qua thương đau. Em ơi lòng này yêu em, chỉ có hàng mẹ mới hiểu lòng anh. Em ơi hãy đừng hoài nghi vì trái tim anh ngu si. Anh mong mình luôn có đâu. Anh mong mình luôn có đâu. Anh mong mình luôn có thôi. Không biết có ai dưới mà anh Tú hát hay vậy ta. Em ơi nào nhở? Em nào ấy nhỏ? Có ai thì mọi người cũng sẽ đoán thôi. Ok, mọi người đoán. Tại sao anh lại chọn bài hát này trong cái đêm hôm nay nhỉ? Bởi vì là Tú cũng đã yêu, cũng viết yêu. Và rồi sau đó thì mỗi lần mình đi diễn hoặc là người ấy xa mình thì mình lại ngồi cà phê, mình lại ngồi buồn một chút mọi người ạ. Sao anh Tú lại bảo là lúc người ấy đi chơi và người ấy đi diễn là sao? À không, đi xa ấy, mỗi người. Đi xa ấy, mỗi người. Mỗi người. Sao vậy là hả? Chị Linh em xin lỗi chị, nhưng từ tập 1 đến tập cuối này em vẫn chưa moi được thông tin gì hết từ anh Tú, nên là hôm nay em sẽ phải moi ra được. Moi được mới là khó đấy Hòa. Đây chị làm cho, chị moi cho. Ôi, chị Linh ơi. Chị biết. Tuyền và Tú đều có cái cảm giác chung giống như Hòa, đó chính là đã được truyền lửa từ chị Linh rất là nhiều. Tất cả khi nào chị Linh cất giọng lên thì nó đều rất là sôi động, nó đều rất là máu lửa và nó đều rất là sôi sục trong lòng người khác ấy. Mọi người nhiều nhá. Cảm ơn chị ơi. Cảm ơn Tuyền. Ngầu quá chị ơi. Không dám hát nữa luôn đó trời. Chị Linh ơi là chị Linh. Minh Hà đi. À, thôi chị ơi, anh Tú ạ, anh Tú. Anh Tú rất là mong muốn được song ca cùng với chị. Em đã nghe anh Tú nói câu đó rồi chị ạ. Mọi người nha, mọi người nhớ xem cái tập này nha, mọi người nha, xem cảm xúc của Hà. Từ cái lúc tập luyện, có nghĩa là trong show ấy thì không phải là chỉ đơn giản là ngồi ở đây và sau đó hát với mọi người đâu, mà còn là một quá trình nữa. Mọi người nhớ xem nha. Lúc đó thì mọi người sẽ xem được là Hòa Minzy tâm lý sẽ như thế nào Hòa. Thôi được rồi, lại trở về với sự âm nhạc xến sủa của Hòa Minzy nào. Thôi mọi người ạ, động viên nhau, mỗi người đều có thị phần khách hàng riêng nên là cùng bé nó đèn. Nên là mình vẫn có khách hàng thích nghe mình hát mà. Of course. Mình nên quá tủi thân. Ủa con bé nó tủi thân nãy giờ. Thị phần đâu? À đây đây, thị phần mọi người vỗ tay cái. Anh mời chị Linh tới là để mọi người được truyền cảm hứng. Thấy buổi tập hôm nay mình rất đã. Em bị tuột mút anh ạ. Không phải vì gì hết mà em bị tuột mút với chính bản thân mình ấy. May quá chị Linh về cũng không hát sao được bài này luôn. Trời. Ủa hát từ đầu rồi chứ mày điệp khúc nữa hả? Ủa điệp khúc quen. Hay là ai hát song ca cùng em mới nhỉ? Hát được cái điệp khúc thôi đó. Hóa ra là em không có bài đơn ca nào hết, sorry. Cơn. Khớp rồi, hôm nay không khớp rồi, khớp rồi. Mình không phải hát dở. Nhưng mà cái giọng của chị quá đặc biệt. Nên là khi mà tự dưng mình nghe giọng chị mình bị cuốn vô quá, đến lúc quay trở lại giọng của mình ấy thì mình lại thấy giọng mình nó bình thường quá. Nên bị khớp ở cái chỗ đó. Bài của em thì em có cái gì đâu. Em quá tự tin với bài của em rồi. Nó là hit sẵn nữa. Nhưng nhiều chữ nhân quá. Lừa dối quá. Cần nhắm mắt yêu, nhưng sao xuyên khi
luôn đó bà. Mỗi hôm tìm nhau mỗi tối. Đúng rồi, à không sao đừng nghe. Ủa, đúng tông em không? Thì tông em đó. Sao cao không nhở? Bài mình luôn á trời, tại sao bình thường á, biết sao không? Tại sao lại hát thì cao vậy ta? Bình thường bà vô cái verse, bà có nguyên cái đà đó, bà vô cái điệp khúc. Còn giờ bà nhảy vô điệp khúc thì dĩ nhiên bà thấy cao, đúng rồi. Không, vẫn phải vô điệp khúc vì hát từ đầu nó bị dè dè. Không. Em sợ. Ừ, nhảy ra hôm nay mà chương trình cho em hát một bài dân ca, hoặc là em tự tin hay lên luôn. Hoặc là hát bài Người Bắc Ninh Vốn Trọng Chữ Tình. Em ca mà phát. Giờ không hát nổi anh ạ, giờ không hát nổi. Đố chị Linh hát nhạc đấy luôn. Đúng. Đấy em phải đố chị. Đúng. Đúng. Chị hát em phải mình lấy lại sự tự tin. Đúng. Có những cái mình hát chị Linh không hát được. Chính xác. Nhưng mà lấy lại sự tự tin. Lấy lại nha. Rất nhớ Hà Nội. Tu nhớ từng mùa, từng tháng của Hà Nội. Và có thể nói nhớ nhất ấy, là mùa sen nở và cái mùa hoa xưa ấy. Hoa xưa đúng trắng rồi. Đúng không? Ở trường học của bọn em thì bên cạnh cái khoa thanh nhạc của chúng em là có rất nhiều cây xưa. Và mỗi khi đến mùa hoa xưa nở thì trắng rợp hết cả một dãy đường như thế. Rất là đẹp, rất là lãng mạn. Trong giấc mơ xa như ngày đó ta đứng cách xa, xa như mọi thứ chỉ là